Trung Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Và chương trình và chủ đề của ngày hôm nay chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi vào những bản tin của quốc tế. Và tiếp tục chương trình của ngày hôm nay thì Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị những sự kiện đang nóng bỏng nhất. Chiến tranh giữa Ukraine và Nga bữa nay chúng ta có vài bản tin khá là hấp dẫn Nguyên chia sẻ với các quý vị. Thì trong báo Việt Nam nó có cái bản tin liên quan đến Nga khá là nóng bỏng. Mà Nguyên muốn chia sẻ các vị ngay lập tức. Vì cái bản tin này chỉ có Việt Nam đưa thôi. Mà Việt Nam khẳng định là bản tin này đến từ lãnh sự quán của Việt Nam ở tại Nga. Nên là cái bản tin này Nguyên chưa có kiểm chứng là nó thật hay là giả. Nhưng mà theo cách Việt Nam đưa tin, theo lãnh sự quán của Việt Nam ở tại Nga tiết lộ cho biết, ngày hôm nay Quốc hội của Nga mới vừa bỏ phiếu và trao quyền lực tối đa cho Putin. Thì các quý vị cũng biết là đất nước Nga cái sự điều hành là tự do dân chủ, nhưng mà nó vẫn cai trị theo cái hệ thống độc tài. Quốc hội của Nga đã ký cái xác lệnh trao quyền lực tối đa cho Putin. Đây là một cái bản tin cực kỳ là xấu. Theo bản tin của Việt Nam công bố cho biết, lý do mà Quốc hội của Nga đã trao quyền lực tối đa cho Putin, thứ nhất là tình hình ở trong đất nước có sự phản động càng ngày càng nhiều, có nghĩa là có nhiều lực lượng ở trong đất nước Nga đang chống đối. Thứ hai là để ngăn chặn vấn đề đào ngũ. Hiện bây giờ rất là nhiều người trẻ của Nga đang tháo bỏ chạy và không muốn đi nhập ngũ, và trao quyền lực cho Putin để Putin có thể ban lệnh mà không cần thông qua quốc hội. Và cái điều nữa là vấn đề thông tin truyền thông, và để cho Putin có thể ký những xác lệnh bắt bớ hay là ra lệnh mà không cần phải thông qua quốc hội. Và cái điều quan trọng nhất là vũ khí hạt nhân. Cái này thì báo chí Việt Nam không có đưa, nhưng mà Nguyên đưa cho các quý vị. Báo chí Việt Nam không có nêu lên vấn đề hạt nhân. Đúng theo hiến pháp của một cái quốc gia tự do dân chủ, trước khi nhấn nút hạt nhân, các quý vị phải thông qua quốc hội. Các quý vị phải thông qua quốc hội. Quốc hội quyết định, và quốc hội, tổng thống, bộ trưởng bộ quốc phòng ba mặt một lời đồng ý thì cái nút hạt nhân mới bấm được. Cá nhân một người được, phải qua quốc hội, bộ trưởng bộ quốc phòng và tổng thống, cái nút hạt nhân mới được. Nhưng khi các quý vị đã trao quyền lực tối đa cho một ông tổng thống, là ông không cần thiết bất cứ hỏi ý kiến ai, thích bấm lúc nào ông bấm lúc đó. Nó là như vậy. Cái điều này nó mới là quan trọng. Khi các quý vị trao quyền lực tối đa cho một ông tổng thống, đó mới là đáng sợ. Thì cái bản tin này Việt Nam không có nói về hạt nhân, Việt Nam chỉ có nói về vấn đề đào ngũ, về vấn đề đảng phái đối lập và vấn đề thông tin báo chí. Đó là những cái gì mà họ nói rằng lý do họ trao quyền lực cho Putin là như vậy. Nhưng cái quyền lực tối đa đáng sợ nhất đó là quyền lực hạt nhân. Thì cái điều này nó có một cái dấu hiệu khá xấu trong cuộc chiến tranh Ukraine. Tình hình nó khá là phức tạp, vì cuộc chiến tranh này hiện bây giờ Nga chưa chiếm ưu thế trên chiến trường. Có thể trong những ngày kế tiếp Nga sẽ thất thế, và không biết cái bối cảnh như thế nào. Tại sao? Chút nữa Nguyên phân tích. Vì ngày hôm nay phía bên Nam Hàn đã có lên tiếng. Và cái Nam Hàn lên tiếng như thế nào, nó đáng sợ ra sao, thì như thế này nè. Tổng thống của Nam Hàn thì các quý vị cũng biết là Nam Hàn vừa qua họ không có xen quá nhiều trong cái vấn đề Ukraine và Nga. Vấn đề hỗ trợ cũng không có nhiều. Thực tế là Nam Hàn là cái quốc gia cũng không hỗ trợ cho Ukraine nhiều, hỗ trợ còn ít hơn Đài Loan nữa. Nhưng mà gần đây nhất thì ông tổng thống Nam Hàn, ông có một lời phát biểu là nếu cuộc chiến tranh này lớn, leo thang hơn mà dẫn đến vấn đề khó giải quyết thì ổng sẽ gửi vũ khí cho Ukraine. Cái câu nói này đã dẫn lên một cái làn sóng và đang làm rất là tranh cãi. Lý do mà ông tổng thống Nam Hàn ổng nói cái vấn đề này, ổng nói bây giờ thì cái tình trạng á nó vẫn chưa đến một cái giai đoạn khủng hoảng, nhưng đến một cái giai đoạn mà không thể nào kiểm duyệt được, có nghĩa là Nga dùng vũ khí hạt nhân hay là Nga có những hành động tàn bạo nào đó,
thì bắt buộc ổng vì an ninh trật tự ổng bắt buộc phải gửi vũ khí. Bây giờ thì ổng không gửi, nhưng nếu Nga có những cái hành động nào đó quá cái biên giới của thế giới chấp nhận thì ổng sẽ bắt buộc gửi vũ khí cho Ukraine để đáp trả lại với Nga. Thì hiện bây giờ thì không có cái gì hơn nữa là Nga sử dụng vũ khí hạt nhân hay là vũ khí sinh học hết. Bây giờ Nga tất cả những vũ khí bình thường Nga đã sử dụng rồi, chỉ còn vũ khí sinh học và hạt nhân. Cái thông điệp của ông Tổng thống Nam Hàn, ông muốn gửi đó là nếu Nga bước qua cái làn xanh đỏ này, thì dù Nam Hàn không trong thời gian gần đây không có hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, nhưng sẽ gửi vũ khí cho Ukraine. Cái điều này nó đã dẫn đến cái đồ phản bác của Nga ngay lập tức cách đây có khoảng tầm 35 phút. Điện Kremlin qua lời phát biểu của ông Dmitry Peskov đã lên án cái câu phát biểu của Tổng thống Nam Hàn và cho là Nam Hàn đang đi một cái xu hướng tồi tệ nhất chưa bao giờ có, vấn đề ban giao giữa Nam Hàn và Nga. Và Nga còn đe dọa trực tiếp nếu Nam Hàn gửi vũ khí cho Ukraine thì Nga sẽ gửi vũ khí cho Bắc Triều Tiên. Tại sao Nguyên cười cái câu vậy? Tại sao Nguyên cười? Vì ông Nga có vũ khí đâu mà gửi. Ông còn đang theo cái báo cáo tình báo của Mỹ, ông còn đang mua vũ khí của Bắc Triều Tiên mà. Ông còn đang mướn nhân lực, mướn binh sĩ của Bắc Triều Tiên để hỗ trợ. Thì làm gì ông có vũ khí để gửi cho Bắc Triều Tiên? Nhưng mà ông Nga ngày hôm nay, ông tiết lộ và ông đe dọa ngược lại Nam Hàn. Nếu Nam Hàn mà gửi vũ khí cho Ukraine thì ổng sẽ gửi vũ khí cho Bắc Triều Tiên. Ây da, cô chú và anh chị em, tình hình khá căng, khá căng. Vì hiện bây giờ Nga thì họ rất là lo. Vì hiện bây giờ theo cái dấu hiệu mà Nguyên thấy, theo cái đánh giá cá nhân, thì ông Nga ổng muốn chấm dứt chiến tranh. Nhưng phải cho ổng lấy đảo Crimea hay là dùng Donbass, đó là cái tối thiểu. Hay là ổng phải lấy hết tất cả bốn khu vực ly khai thì ổng sẽ chấp nhận ngay lập tức. Có nghĩa là bốn cái khu vực hiện bây giờ đó thuộc về của Nga, lập một cái biên giới mới thì ổng đồng ý ngay lập tức. Nhưng mà cái điều đó Ukraine không thể chấp nhận được. Và trong những ngày kế tiếp thì Ukraine sẽ phản công. Thì đó là chúng ta không thể tránh khỏi vấn đề Ukraine phản công trong những ngày kế tiếp. Giai đoạn chính xác thì hiện bây giờ chỉ có Ukraine biết, cả Hoa Kỳ cũng không biết điều đó. Và hiện bây giờ ông Nga ổng sợ vì ổng không biết cái sự phản công khi thấy vũ khí ồ ạt đến Ukraine. Ổng sợ ổng thất bại. Và nếu ổng bị thất bại thì cái sự nhục nhã của Nga nó càng nặng nề. Thì ổng đang lo lắng cái điều này. Và ổng có thể dẫn đến sử dụng những vũ khí hàng nặng, hàng cấm, là vũ khí sinh học hay vũ khí hạt nhân. Thì Nam Hàn họ thấy cái tình hình này, họ lên tiếng ngay lập tức. Họ nói là bây giờ nếu ông mà cứ đánh chiến tranh mà ông dùng những vũ khí như vậy là chúng tôi hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Thì tình hình hơi bị căng căng cô chú và anh chị em. Nguyên nó thực tế là cái hình nó hơi có cái dấu hiệu bất ổn. Ngoài cái vấn đề đó thì Trung Nguyên cập nhật lên án ngày hôm nay qua những bản tin đến từ những quốc gia Bắc Âu, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan. Nhiều đài và nhiều báo chí của Bắc Âu đã lên tiếng là họ có cái dấu hiệu Nga đang phá hoại năng lượng của Bắc Âu, đặc biệt là cánh quạt gió ở tại biển miền Bắc. Thì các quý vị cũng biết là những cái quốc gia Bắc Âu á, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan á, họ thích năng lượng thiên nhiên. Nếu các quý vị đi máy bay á, tại Bắc Âu á, trên máy bay các quý vị sẽ thấy rõ là ở dưới á, cánh quạt gió ở dưới biển đầy hết. Họ gắn ở dưới biển á, đầy hết cánh quạt rất là lớn, rất là to. Thì đó là tạo ra cái năng lượng thiên nhiên. Thì theo nguồn tin cho phía bên Đan Mạch công bố ngày hôm nay là có khoảng tầm 11 chiếc tàu chiến đấu và 20 mấy chiếc tàu quân sự của Nga đang tiếp cận đến những cái nơi cánh quạt gió này. Và theo họ, họ đang tình nghi Nga đang phá hoại cánh quạt gió của Bắc Âu và đường dây điện thông tin ở dưới biển đại dương.
Thì đây là cái bản tin mà phía bên bốn quốc gia Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan họ đang lên án ngày hôm nay. Cách đây không lâu, tầm khoảng một tiếng rưỡi, thì Điện Kremlin cũng lên tiếng và cho rằng đây là cái sự cáo buộc vô căn cứ. Nga không có cái hành vi phá hoại tài sản của bất cứ một quốc gia nào. Sự hiện diện chiếc tàu của Nga gần khu vực chỉ là một sự tuần tra ngẫu nhiên, không có vấn đề gì cả. Tình hình khá là phức tạp. Không biết là mấy ông Nga, ông gửi 11 chiếc tàu chiến đấu, mấy chục chiếc đánh cá của ông tới những cái khu vực cánh quạt của người ta làm cái gì, thì người ta tình nghi ông này lại phá hoại. Bây giờ có phá hoại hay không thì vẫn chưa biết các vị. Vẫn chưa có biết là bây giờ là phải là ông Nga ổng lại ông phá hoại đập phá của người ta hay không. Đó là bây giờ chưa có biết rõ, nhưng mà đang tranh cãi rất là nảy lửa với bốn quốc gia Bắc Âu, trong đó có Đan Mạch của Nguyên. Báo chí của Đan Mạch ngày hôm nay đang loan tả cái bản tin này một cách dữ dội và bắt đầu đang theo dõi trực tiếp vấn đề những chiếc tàu của Nga đang làm cái gì ở khu vực, cái nơi mà họ đang tạo ra năng lượng. Đó là bản tin liên quan đến Nga ngày hôm nay, đang sôi động của ngày hôm nay, và Nguyên muốn cập nhật chia sẻ với các quý vị mến thương trong diễn đàn. Và bây giờ chúng ta đi đến bản tin của Hoa Kỳ. Bản tin của Hoa Kỳ Nguyên đưa chỉ có hai bản tin ngày hôm nay mà thôi. Bản tin đầu tiên nhất của Hoa Kỳ rất là bất lợi cho cựu tổng thống Donald Trump. Nguyên mới vừa đọc trên tờ báo New York Times, họ công bố cho chúng ta biết rằng là đài Fox News 787 triệu đô la để dàn xếp cái vấn đề thưa kiện là cái đài này đã đưa tin sai sự thật về vấn đề bầu cử. Cái này theo thông tin của tờ báo New York Times. Thì cái bản tin này nếu là thật là vô cùng bất lợi cho cựu tổng thống Donald Trump. Thì các quý vị cũng biết đó, là trong cái bầu cử vừa qua thì cái đài Fox News đó, họ đưa nhiều tin lắm, đặc biệt là họ cho rằng là cái bầu cử vừa qua có vấn đề sai phạm, đặc biệt là cái hệ thống Dominion, là cái hệ thống bỏ phiếu đó. Và nếu mà chắc quý vị nào mà còn nhớ những bản tin mà Nguyên chia sẻ, nó có nhiều vấn đề với hệ thống Dominion lắm, rất là nhiều. Nó có nhiều vấn đề, nó khuất tắc cả luôn. Các quý vị cũng biết là người ta còn muốn nổ tất cả cái máy Dominion mà. Do nhà tỷ phú George Soros nữa, ở tập đoàn công ty, cái nhà người ta đột nhập ở tại Canada. Có thể nói là nói vấn đề Dominion nó có nhiều chuyện nói cũ lắm. Thì đài Fox News họ đưa lên rất là nhiều. Đài Fox News họ đưa lên rất là nhiều về vấn đề này, và họ cho rằng là cái bầu cử vừa qua nó có bị trục trặc. Thì sau đó thì phía bên người ta mới thưa tụng, cái tập đoàn Dominion và nhiều tập đoàn khác, họ mới thưa kiện Fox News. Và họ cáo buộc đến 1 tỷ bồi tiền bồi thường. 1 tỷ các quý vị. Thì bây giờ bản tin ngày hôm nay mà Nguyên nhận được qua tờ báo New York Times là phía bên luật sư của đài truyền hình Fox News họ thỏa thuận là họ chấp nhận trả 787 triệu khỏi cần thiết phải ra tòa. Thì tại sao cái bản tin này bất lợi cho cựu tổng thống Donald Trump? Vì các quý vị cũng biết là cái lời phát biểu, là slogan của cựu tổng thống Donald Trump là cái bầu cử vừa qua tôi bị đánh cắp. Và nếu mà Fox News là người đưa tin đứng về phía bên là vấn đề mà họ chấp nhận thua trước khi ra phiên tòa, mà họ chấp nhận bỏ tiền, có nghĩa là họ thừa nhận họ đưa tin sai. Và có nghĩa là lời nói của cựu tổng thống Donald Trump nó không đúng sự thật. Cái này là Nguyên thấy cái mùi chánh trị nữa rồi. Nguyên đã nói rồi, đảng Cộng Hòa Nguyên thấy không có thấy càng ngày, Nguyên thấy đảng Cộng Hòa bắt đầu càng ngày càng ít ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Nguyên không biết sắp sửa bầu cử nội bộ ở trong, Nguyên không biết là như thế nào. Bỏ phiếu nội bộ trước, Nguyên không biết nó sẽ diễn ra sao. Nhưng thấy cái đà của Fox News, tất nhiên cái bản tin này đến từ New York Times, Nguyên chưa có khẳng định qua bên phía bên Fox News, Nguyên chưa có thời gian. Nên là Nguyên không biết là Fox News họ có thừa nhận cái điều đó hay không, thì Nguyên chưa có rõ. Nguyên chỉ nói là đây là cái bản tin Nguyên lấy từ tờ báo New York Times mà thôi nha.
Các quý vị, Nguyên đưa tin là Nguyên khẳng định để cho các quý vị đừng nhầm lẫn. Là sự thật thì đây là cái bản tin khá là bất lợi cho cựu tổng thống Donald Trump. Khá là bất lợi cho cựu tổng thống Donald Trump. Cho cựu tổng thống Trump, cho vấn đề ra tranh cử sắp tới và cũng cho vấn đề pháp lý nữa. Vấn đề pháp lý nó sẽ làm rất là bất lợi cho cựu tổng thống Donald Trump trong những ngày kế tiếp. Cái đó là nếu các bác nào mà không ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump thì khoái cái bản tin này, các bác là ủng hộ thì không đồng ý thì tức là chuyện bình thường. Nhưng Nguyên, bầu cử vừa qua Nguyên thấy có vấn đề trầm trọng ha. Nguyên theo dõi cái bản tin bầu cử vừa qua sát gián, Nguyên theo dõi, Nguyên điều tra, Nguyên bảo đảm với các quý vị, bầu cử vừa qua là cái vấn đề nó khuất tắc mà không thể nào chúng ta nói được. Nó khuất tắc vô cùng tận ha. Nhưng mà tánh của Nguyên là cái gì nó đã qua là nó đã qua. Nguyên nhìn tương lai chứ Nguyên không nhìn quá khứ. Nói là chuyện quá khứ nó cũng không thay đổi được vấn đề. Mà Nguyên nhìn cái tương lai. Chứ mà hỏi Nguyên cái bầu cử vừa qua có vấn đề hay không, Nguyên 100% là có vấn đề. Nhưng mà Nguyên không nhắc cũ, Nguyên không thích lặp đi lặp lại, thì Nguyên nghĩ là bây giờ chúng ta chú tâm cái tương lai chứ không có nhìn lại cái đằng sau hoài. Vì nhìn đằng sau hoài chúng ta không tiến được. Không tiến được. Nên là nếu mà đài Fox News đã chọn cái biện pháp này thì nó là bất lợi nha. Bất lợi cho các quý vị nào ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Bất lợi nhiều lắm. Vấn đề bầu cử của cựu tổng thống Donald Trump sẽ bị rất là khó khăn. Bất lợi vấn đề pháp lý của cựu tổng thống Donald Trump. Bất lợi vô cùng. Nên là các quý vị hãy nên thận trọng nếu ai ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Và một bản tin mà Nguyên chia sẻ nữa nó liên quan đến tổng thống Joe Biden. Các quý vị cũng biết cái sự kiện ngày hôm qua Nguyên chia sẻ với các quý vị là một thanh niên trẻ gõ lộn cửa, một ông già 85 tuổi đã cầm súng bắn và cái người đó đang bị thương. Cái người thanh niên này tên là Gaff. Thì Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay chụp giật thời cơ liền. Thì các quý vị biết là đặc biệt là đảng Dân Chủ họ thích liên quan đến da màu. Họ thích liên quan với bản tin súng ống, nên là cái bản tin này rất là phù hợp để họ chụp giật thời cơ liền. Tổng thống Joe Biden lên tiếng là mời cái anh thanh niên trẻ này sau khi hồi phục sau khi hồi phục cô chú và anh chị em mời đến tòa Bạch Ốc. Sẽ mời đến tòa Bạch Ốc trong cái bàn kia là bàn trái xoài đó. Hồ ghê chứ. Công nhận một trẻ bình thường thôi bị một sự tai nạn, bây giờ trở thành một cái người nổi tiếng. Bây giờ nước Mỹ bắt đầu biểu tình tiếp tục về vấn đề da màu kỳ thị. Cái lý do mà cái ông này 85 tuổi là ông sợ, các quý vị, ông sợ. Ông thấy một cái gì da đen gõ cửa nhà ông, lạ quá, nhà ông không có ai đến, tự nhiên có một người da đen, tâm lý của ông hoảng sợ. Vì cái tình hình nước Mỹ thì các quý vị cũng biết là cướp giật rồi xả súng thường xuyên. Vì không biết lý do nào đó nên ổng đã bắn vào cái thanh niên trẻ này. Và may mắn thay là anh ta không sao, đã hiện bây giờ anh ta đang hồi phục. Thì Tổng thống Joe Biden đã chụp giật thời cơ và phát biểu ngay lập tức. Thứ nhất là vấn đề súng đạn. Tổng thống nói một câu rất là chí lý. Các quý vị là cha mẹ không muốn con của mình gõ cửa lộn nhà người khác rồi bị bắn, đúng không? Đó. Thì đây là vấn đề nan giải giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ về vấn đề súng ống. Mỗi lần có vấn đề súng ống, đặc biệt là những cái bối cảnh như thế này, người da đen bị người da trắng bắn thì ôi, trúng tủ luôn. Nêu lên vấn đề kỳ thị da màu, nêu vấn đề súng ống là đúng bài bản của đảng Dân Chủ luôn. Nếu là người da đen bắn người da đen thì im phăng phắc, không nói gì hết. Sẽ im trợ cái vấn đề mà da đen bắn da đen thì hàng rầm mỗi ngày tại Mỹ. Thì sẽ không bao giờ nói. Nhưng mà người da trắng bắn da đen là đúng tủ, đúng bài. Lấy cái bản tin nói ra liền. Thổi phồng lên làm chuyện lớn liền để dùng đó để tranh cử. Thì Tổng thống Joe Biden biết lợi dụng thời cơ. Cái sự kiện nó đã xảy ra tại Mỹ khá là nổi bật. Nên là ổng đang muốn đưa cái câu chuyện này lớn hơn. Thì cái anh thanh niên này ảnh hồi phục lại thì ổng sẽ được mời đến tòa Bạch Ốc. Đó, gặp tổng thống rồi.
bắt đầu lên án vấn đề súng đạn rồi, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, vấn đề súng ống rồi, rồi bắt đầu nêu lên vấn đề của da màu. Thì nói chung chung là như vậy nè, nếu các quý vị nào mà không có theo dõi chính trị của Hoa Kỳ á, thì đảng con dôi với đảng con lừa nó hoàn toàn đối lập. Đảng con lừa thì thích phá thai, ủng hộ phá thai, phản đối súng ống, ủng hộ giới tính thứ ba tối đa, mới ký xác lệnh bảo vệ hôn nhân giới tính thứ ba tại Mỹ do chính tay Tổng thống Joe Biden mới vừa ký. Thường á, là ba cái vấn đề này á, là ba cái vấn đề tranh cãi muôn thở ở tại Mỹ. Đảng Cộng Hòa thì chống đối phá thai. Gần đây nhất thì ông DeSantis mới ký xác lệnh ở tại Florida là trên 6 tầng là không được quyền. Đảng Cộng Hòa thì nhiều nơi cấm phá thai, giống như là Texas cấm hoàn toàn luôn. Thí dụ, nhiều đảng Cộng Hòa là cấm cái vụ phá thai, ủng hộ súng ống, cho rằng hiến pháp của Hoa Kỳ cho phép súng ống, và không ủng hộ vấn đề quá giới tính, có nghĩa là bảo vệ người giới tính quá đáng. Thì hai cái đảng này là nó cứ tranh cãi nhau muôn thở về vấn đề này. Muôn thở về vấn đề này không bao giờ giải quyết được. Thì cái điều mà đảng Dân Chủ thì ủng hộ giới tính thứ ba thì tối đa, Nguyên thấy sợ luôn. Nguyên đồng ý, Nguyên là bảo vệ giới tính nào cũng được hết. Anh là giới tính nào Nguyên cũng thấy ok. Nhưng mà cách của đảng Dân Chủ là họ bảo vệ tối đa, vì họ cho rằng là cái người đó là nạn nhân của xã hội và phải cần bảo vệ họ, cái gì cũng bảo vệ hết. Đứa nhỏ nó có quyền lựa đủ thứ, cái gì có thể nói là có những cái đầu óc Nguyên không hiểu được. Bây giờ Nguyên không phân tích cái đó thì chắc quý vị được cái cách suy nghĩ của đảng Dân Chủ về vấn đề giới tính thứ ba nó quái đản lắm. Nguyên phải dùng một câu là nó cực kỳ là nó quái đản. Nó cực kỳ là nó quái đản, và cái ngôn từ họ dùng nó cũng quái đản vô cùng. Ngôn từ nó cũng quái đản vô cùng các quý vị. Thí dụ là bây giờ chữ viết là không viết là anh hay bà nữa, để không phân biệt giới tính, sợ là những người mà giới tính thứ ba họ tổn thương. Viết là Nguyên cũng không hiểu phải viết như thế nào nữa. Các vị còn nhớ câu là amen là a mình không? Không biết ai còn nhớ cái câu mà cái dân biểu mà phát biểu để phát biểu về cái đọc đó, xong cái đọc cái bài kinh thánh là amen rồi a mình đó. Thì về amen ông tưởng là đàn ông là men đó. A mình để cho nó công bằng giới tính. Nguyên nói nhiều khi Nguyên lại luôn đó, thiệt á. Thiệt đấy là nhiều khi Nguyên lại luôn. Nguyên làm chánh trị của Mỹ về vấn đề này á, mà Nguyên đi theo dõi á, Nguyên là thực tế với các quý vị là Nguyên lại luôn. Nguyên lại luôn những cái người họ có những cái suy nghĩ mà nó lạ kỳ tới mức độ gì đó. A quý mình, amen, cái chữ men đó, bỏ a quý mình vô. Mà đó là thật. Cái câu đó là thật. Cái đó, cái câu đó là cái câu chuyện nó có thật chứ không phải là nó giả, nó có thật đó. Thì có nhiều khi là Nguyên bó tay mấy ông Mỹ, nó thực tế luôn á. Nhưng mà đó, nước Mỹ là như vậy đấy các quý vị. Thôi mình phải chịu. Nguyên bảo vệ giới tính, nhưng mà cái bên Mỹ á, có đảng Dân Chủ á, họ đi cái xu hướng nó quá đáng. Nó quá đáng luôn. Bây giờ toilet thì muốn toilet thứ ba nữa. Nam nữ rồi toilet thứ ba rồi, ơi lộn xộn nhiều lắm, nhiều sự việc. Cái này Nguyên nói tới ngày mai chưa hết nữa. Vấn đề mà thôi, đó là quyền của họ. Họ có quyền, đất nước tự do mà. Họ muốn đề nghị gì đề nghị, họ muốn lên tiếng gì lên tiếng. Quan trọng là quốc hội, là người dân Mỹ có chấp nhận hay không. Còn kiến nghị cá nhân, ai muốn làm cái gì thì làm. Đó là bản tin Hoa Kỳ của ngày hôm nay. Ngắn gọn hai bản tin. Và Trung Nguyên chia sẻ bản tin của Đài Loan. Bản tin của Đài Loan ngày hôm nay, có nhiều phát biểu của Đài Loan ngày hôm nay lắm. Đầu tiên nhất là chính phủ của Đài Loan cảm ơn G7 đã có một cái sự thống nhất sau khi cái sự chia rẽ lời phát biểu của Tổng thống Pháp. Thì cảm ơn G7 sau cái buổi họp ở tại Nhật Bản đã thống nhất đưa ra cái quan điểm chung về vấn đề bảo vệ Đài Loan. Trong cái buổi họp của G7 vừa qua ở tại Nhật Bản thì G7 đã khẳng định một điều là cái lập trường của Đài Loan không thay đổi, mà lên án tất cả hành động dùng vũ lực
của Trung Quốc nhắm vào để thay đổi cái hiện trạng của Đài Loan. G7 cho rằng vấn đề bảo vệ Đài Loan là vấn đề thiết yếu để giữ lại cái sự an ninh trật tự ở tại khu vực Á Châu hay an ninh toàn cầu, và không thể để Trung Quốc có thể bành trướng muốn làm cái gì thì làm, đặc biệt là dùng vũ lực để thay đổi nguyện trạng hay là cô lập Đài Loan hay là đe dọa Đài Loan. Nên cái vấn đề mà trong cái bối cảnh như thế này, G7 lên tiếng mạnh mẽ sau cái buổi họp ở tại Nhật Bản. Lý do mà Nguyên nói tâm tình là cái buổi họp Nhật Bản xảy ra bởi vì do lời phát biểu của ông Tổng thống Pháp của Nguyên đi qua bên Trung Quốc, bị Trung Quốc dụ cái gì đó không biết, lấy cái bí kíp võ công của bác Trọng lặp đi lặp lại cái lập trường là tôi không đứng bên nào, tôi đứng về lẽ phải, tôi không đứng bên này để chống bên kia, vân vân và vân vân. Tôi là đồng minh của Mỹ chứ không có nghĩa là tôi lúc nào cũng đi theo Mỹ. Những cái câu nói phát biểu như vậy đã dẫn đến vấn đề lo lắng về vấn đề đoàn kết trong nội bộ. Thì cái buổi họp G7 mục đích là giải quyết vấn đề này. Thì sau cái buổi họp thì G7 đã thống nhất là bảo vệ Đài Loan, vì họ cho rằng Đài Loan nó quan trọng đến vấn đề trật tự và an ninh cả toàn cầu, nên là cấm tuyệt đối những hành động gây hứng của Trung Quốc hay có tình trạng dùng vũ lực xâm lược Đài Loan để đổi cái tình trạng. Tuy rằng G7 chưa thừa nhận Đài Loan là độc lập, nhưng tạm thời thì họ nói là tôi muốn cái hiện trạng nó y như vậy, không muốn có một cái bước nào thêm, không lùi không tiến, muốn nguyên hiện trạng. Thì Đài Loan họ cảm ơn. Ngoài ra thì bà Ursula von der Leyen là chủ tịch Liên minh châu Âu, ngày hôm qua bà có lên tiếng. Bà nói là thứ nhất là gần đây thì người ta có khiển trách là châu Âu sau cái chuyến đi của Tổng thống Pháp có bà nữa đi đến Trung Quốc, rồi họ sợ rằng là châu Âu xích gần lại dưới Tàu mà bỏ rơi Đài Loan. Thì bà khẳng định một cái điều là ban giao thì tôi, châu Âu chúng tôi có quyền ban giao với quốc gia nào, đó là chuyện của chúng tôi. Nhưng về vấn đề của Đài Loan chúng tôi không có thay đổi. Và cái hành động gần đây gây hấn của Trung Quốc làm cho chúng tôi vô cùng bất mãn. Đặc biệt là chúng tôi lên án tất cả giải quyết bằng vũ lực. Và chúng tôi đã thấy không phải chỉ có đe dọa Đài Loan không, mà còn làm những cái hành vi ở nhiều nơi khác. Bà nêu lên vấn đề của Philippines, nêu lên vấn đề ở tại Biển Đông, Trường Sa và Hoàng Sa. Bà nêu lên vấn nhiều vấn đề. Chúng tôi chống đối tối đa những hành vi phi pháp của Trung Quốc ở khu vực, dùng bạo lực để uy hiếp và đe dọa những quốc gia láng giềng. Còn riêng biệt về Đài Loan, chúng tôi vẫn ủng hộ Đài Loan giữ nguyên tình hình và những gì chúng tôi cam kết với Đài Loan. Thì đây là lời phát biểu của bà Ursula von der Leyen để khẳng định thêm một lần nữa khi có nhiều quốc gia đang lo lắng về cái tình trạng của Đài Loan sẽ bị bỏ rơi, khi Trung Quốc có thể dùng Đài Loan để trao đổi vấn đề chiến tranh giữa Ukraine và Nga. Ngoài bà Ursula von der Leyen đã phát biểu thì ông Tổng thống Nam Hàn ông cũng lên tiếng. Tổng thống Nam Hàn ông có lên tiếng. Ông nói là về vấn đề an ninh trật tự của Đài Loan, chúng tôi tuyệt đối phản đối Trung Quốc dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Trung Quốc có thể dùng những cái biện pháp khác, nhưng nếu Trung Quốc dùng vũ lực là chúng tôi tuyệt đối phản đối. Hiện bây giờ chúng tôi không xen vào chuyện nội bộ giữa Đài Loan và của Trung Quốc, nhưng nếu Trung Quốc dùng vũ lực, chúng tôi sẽ có những hành động. Đây là lời gửi một thông điệp cho Trung Quốc. Bởi vì gần đây thì các quý vị cũng biết là Trung Quốc không ngừng đe dọa Đài Loan bằng khí tài quân sự, tập trận thường xuyên. Còn vấn đề mà máy bay xâm nhập vào không phận, rồi những chiếc tàu bè xung quanh eo biển thì nó xảy ra mỗi ngày, thì Nguyên mạng phép không có quan trọng để chia sẻ. Vì cái đó là nó xảy ra mỗi ngày của chú anh chứ. Nó xảy ra mỗi ngày cái sự việc đó, thì cái điều đó Nguyên thấy là không cần thiết chia sẻ các quý vị. Đây là ba lời phát biểu của ba nhà lãnh tụ để chúng ta biết là cái tình trạng của Đài Loan họ vẫn bận tâm, và họ không bị sự trao đổi của Trung Quốc mà làm lung lay. Vì ai cũng biết là ông Trung Quốc ổng lấy cái vấn đề của Ukraine và Nga để ông trao đổi. Thì đó là cái mình kêu là ngoại giao chính trị. Hiện bây giờ ai cũng sợ là Trung Quốc xích gần lại với Nga. Ổng sẽ nói bây giờ anh không muốn tôi xích gần lại với Nga gì, anh muốn tôi giống như anh cô lập Nga gì. Vấn đề Đài Loan anh im, đừng có xen vào. Anh thừa,
anh chấp nhận cho tôi xâm lược Đài Loan thì tôi sẽ những cái gì anh cần để đối phó với Nga tôi đồng ý. Thì đó là cái trao đổi của Trung Quốc mà trong thời gian gần đây người dân Đài Loan lo lắng và nhiều người bận tâm lo lắng. Thì theo cái tình trạng mà Nguyên thấy bản tin của ngày hôm nay qua lời phát biểu của nhiều người, đặc biệt là Chủ tịch Liên minh châu Âu, G7, Nam Hàn, Nhật Bản thì khỏi nói, lập trường của Nhật Bản thì bảo vệ Đài Loan rồi, thì cho Nguyên không cần thiết phải cập nhật. Cả luôn Philippines cũng đứng về phía Đài Loan thì thấy rõ được là Trung Quốc chưa có đủ khả năng uy hiếp được Đài Loan trong giai đoạn này. Thì đó là cũng một bản tin vui cho phía bên Đài Loan mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Đó là bản tin liên quan đến Đài Loan của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta bước sang bản tin của Việt Nam. Cỡ này Việt Nam chúng ta có cái xu hướng là lo mấy bò nhiều quá. Nguyên không biết sao cỡ này tin bò nhiều quá, Nguyên không biết. Thì các quý vị, cách đây vài ngày Nguyên có cập nhật với các quý vị là một bộ phận của Bộ Công an đã dùng máy bay đó, máy bay nhỏ nhỏ đó, điều khiển máy bay không người lái nhỏ nhỏ đó, kêu là Flycam đó, đã truy tố bắt tội phạm ăn cắp 3 con bò. Các quý vị cũng biết mà Việt Nam mà ăn cắp bò là tội nặng lắm. Ăn cắp cái gì không ăn cắp mà ăn cắp bò là cái tội không thể tha thứ được. Nên là phải dùng tới máy bay không người lái mà truy tố tội phạm và bắt được tội phạm, ca ngợi quá trời luôn. Đã cứu giải cứu thành công 3 con bò đã bị ăn cắp. Thì ngày hôm nay báo chí của Việt Nam đã loan tả ra một bản tin cũng liên quan đến bò, mà bò ở rất là xa, đó là bò ở tại Ấn Độ. Nguyên không biết tại sao mà cỡ này mấy bác bận tâm đến bò tới mức độ đó. Thì tổng cộng báo chí của Việt Nam chia sẻ của ngày hôm nay là tình hình của Ấn Độ có 5 triệu con bò vô chủ, là không có chủ nhân. Thì các quý vị cũng biết là đất nước Ấn Độ là cái quốc gia người ta không ăn thịt bò. Con bò cũng giống như là một vị thần linh, bò ưu tiên vô cùng. Đi băng ra đường thấy con bò là ngừng tất cả mọi sự việc, con bò được ưu tiên qua trước. Đó, cứt bò họ còn làm được, làm đủ thứ việc hết, như cứt bò hết, họ tôn trọng con bò lắm. Vì đó là cái đạo giáo của họ. Và hiện bây giờ theo cái tình trạng của Việt Nam rất là lo lắng về tình trạng sức khỏe của 5 triệu con bò. 5 triệu con bò này không có chủ nhân, không có người chăm sóc, không có người cho ăn, cho uống. Bây giờ là vệ sinh y tế không được tốt đẹp. 5 triệu con bò đi lang thang khắp nơi ở toàn đất nước Ấn Độ. Tội quá. Lần đầu tiên mà cỡ này Nguyên không thấy là báo chí Việt Nam đưa rất là nhiều các quý vị về cái bản tin 5 triệu con bò này. Đó, bây giờ thì không biết là chính phủ của Việt Nam có liên lạc với chính phủ của Ấn Độ để mà có thể cứu rỗi 5 triệu con bò này hay không thì Nguyên không biết. Nhưng mà báo chí của Việt Nam ngày hôm nay đã loan tả ra cái bản tin về 5 triệu con bò, đang lo lắng cho 5 triệu con bò này ở tại Ấn Độ sống rất là cực khổ. Đó, thì đó là bản tin báo chí của Việt Nam ngày hôm nay đưa tình trạng của 5 triệu con bò. Thấy là Việt Nam chúng ta rất là bận tâm về bò. Các quý vị, thì bò nó có nhiều loại bò, nếu bò điên là chết luôn, nó hút một cái là cha mẹ nhận không ra nha. Là Nguyên sợ nhất là như vậy đó. Bò bình thường thì không sao, chứ bò điên là Nguyên sợ lắm các quý vị. Nó hút là cha mẹ nhận không ra, thấy cái gì mà nó rõ, thằng nhỏ nó thèm là nó gượt nó hút thì thôi. Trời ơi, thấy màu đỏ là nó khoái lắm. Các vị có biết là đi chăn trâu, đi chăn bò là cấm tuyệt đối là mặc đồ bò, đồ màu đỏ. Mặc đồ đỏ đỏ là nó quất liền, nó quất liền, nó quất luôn, lúc đó là chết nữa. Nên là cỡ này nó nguy hiểm lắm. Đó là bản tin liên quan đến 5 triệu con bò Ấn Độ mà Việt Nam đã đưa thông tin của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng em cập nhật và chia sẻ cùng các quý vị cái sự kiện mà đang được nổi bật, mà nhiều đài đã đưa. Cái đài đầu tiên đưa là RFA. RFA là bản tin mà họ đưa đầu tiên nhất cả cách đây cả ngày. Đúng ra cái bản tin này Nguyên thấy người ta đưa nhiều rồi, Nguyên không có đưa. Nhưng mà ngày hôm qua có một quý vị nhu cầu liên quan đến anh blogger Đường Văn Thái, Thái Văn Đường. Ok, anh này kìa. Anh tên là Đường Văn Thái, biệt danh là Thái Văn Đường. Anh nói ngược lại. Thì là blogger đã bị bắt. Việt Nam cho rằng là anh này ảnh trà trộn vào Việt Nam bất hợp pháp. Anh này là ảnh đi xin tị nạn ở tại Thái Lan, Thái Lan, Kapanikap, Khap Khap. Ảnh trà trộn vào Việt Nam, ảnh đi qua biên giới bất hợp pháp và ảnh bị bắt. Theo thông tin của Việt Nam, cái người đưa tin đầu tiên là RFA.
RFA, Nguyên có đọc, Nguyên có coi. Ngày hôm nay thì ngày hôm qua luôn người ta đưa tin lại là anh này không phải là tự động ổng vào Việt Nam mà do chính phủ Việt Nam bắt cóc. Đấy, bắt cóc. Theo nguồn tin và video cho biết thì cái anh này ảnh không biết đi đâu đó, đi chiếc xe bình thường. Rồi bỗng nhiên ảnh mất tích. Ảnh mất tích là có nghĩa là ảnh không phải tình nguyện trở về Việt Nam, và anh Đường này ảnh bị bắt cóc trở về Việt Nam. Thì anh này là như thế nào? Đây là cái dạng mà Việt Nam cho là cái dạng phản động. Dạng phản động. Đi tị nạn qua bên Thái Lan, anh này là một cái blogger, cũng là một cái YouTuber. Anh ta làm những cái video cũng giống như là nhiều người khác, là nói về cái tình trạng và xã hội của Việt Nam. Theo nguồn tin cho biết là gần đây cái video gần nhất là anh ta nói về vấn đề một ông cao cao cấp công an cao cấp có bồ nhí, có bồ nhỏ, có bầu gì đó không biết, ảnh nói cái gì đó theo thông tin bạn của ảnh. Rồi bỗng nhiên ảnh mất tích luôn, ảnh mất tích luôn đó. Và người ta khẳng định, theo người ta vô nhà của ảnh thì người ta khẳng định ảnh có đồ đạc còn nguyên, giấy tờ còn nguyên, giấy tị nạn, giấy đồ còn nguyên, có nghĩa là ảnh không đi đâu hết. Mục đích là quá rõ ràng là ba lô đồ đạc của ảnh vẫn còn nguyên, nếu về Việt Nam thì ít ra cũng phải chuẩn bị đồ đạc. Thì đó là bản tin của hai phía khác nhau. Việt Nam thì đưa theo một hướng, ông này đột nhập vào Việt Nam bất hợp pháp. Bác bên phía bên Thái Lan thì ông này đã bị công an Việt Nam bắt cóc đem về Việt Nam để mà trình tội. Thì ngày hôm nay thì phía bên tổ chức nhân quyền ở tại Thái Lan và nhiều người Việt Nam và những người dân tộc thiểu số họ đã biểu tình, biểu tình tại những cái công sở nhân quyền để mà đòi được sự chính phủ của thế giới phải can thiệp để cho anh Đường này có thể cơ hội được tự do, vân vân và vân vân. Đó là cái bản tin các quý vị đã nghe. Bây giờ cho Nguyên phân tích một chút xíu. Ông Nguyên không hiểu bây giờ mấy bác ở bên Việt Nam, mấy bác rảnh quá không biết chuyện gì làm hay gì đó. Cái Nguyên không hiểu luôn mấy ông bác ở Việt Nam, chánh trị Việt Nam. Cái đảng á, thì chúng ta nó quá trời nhiều nhân lực. Cái bộ công an không, Nguyên không biết bao nhiêu triệu rồi. Cộng thêm cái vấn đề của quân đội. Quân đội của Việt Nam thì quá đông, công an thì quá nhiều, thêm đảng viên, thêm dư luận viên, rồi thêm một mớ bò đỏ nữa, cái số lượng nó khủng khiếp. Mà tại sao đi sợ một cái anh blogger, phải bỏ tiền bạc điều tra đi bắt ảnh về làm cái gì cho mệt vậy? Cái tiếng nói của ảnh mà cứ sợ, trời ơi, cái diễn đàn của ảnh nó cũng không có lớn. Nguyên coi trong cái trang YouTube của ảnh bên này, hôm nay Nguyên vào Nguyên coi á, một cái video ảnh làm chỉ có mười mấy ngàn người xem, 20 ngàn, cái nào đắt lắm là 30 ngàn. Làm cái gì mà làm mình sợ tới mức độ như vậy? Làm cái gì mà cảm giác cái đảng của mình nó oai hùng, nó bự, nó đông nhân lực như vậy, vũ khí đủ thứ trơn mà đi bỏ đi ra đi bắt một người rất là bình thường, một người dân bình thường, một người lên tiếng nói bình thường. Trời ơi, sao nhục cho con cá nục vậy? Mấy bác làm đảng viên, mấy bác đảng cộng sản mà sao không dám tự tin chút nào hết? Bây giờ cái gì cũng sợ Viết Nguyên nói mà bị ám ảnh với cái bóng của Việt Nam Cộng Hòa, mãi mãi không bao giờ sống yên được. Mấy nhục như con cá nục mà không thấy cái điều đó. Một cái chánh phủ gì đâu, một cái chánh quyền quy mô lớn, tất cả đều thống trị, thông tin, báo chí, giáo dục, tất cả do đảng nắm quyền hết, mà vẫn sợ. Sợ người ta lật đổ, sợ đủ thứ sợ. Vì có một người duy nhất anh này, anh có một thân một mình thôi ở Thái Lan không cũng sợ. Là sao? Adu. Các bác làm ơn mua thuốc tự tin uống nhiều chút xíu coi. Sau năm 1975 tới giờ rồi, lúc nào thì kêu là Việt Nam phát triển, Việt Nam dân và chính phủ là một lòng, một nước, một dân, mà ngày nào cũng sợ hết là sao? Cái nhà người ta sơn thời Pháp, cái màu cờ nó lai lai, cái màu cờ Việt Nam Cộng Hòa thôi, nó lai lai thôi, nó cũng không có giống nữa. Mà cái thời đó là thời Pháp trước Việt Nam Cộng Hòa nữa.
cái màu kia là cái màu Dogecoin là nguyên thủy của người ta cũng sợ không được, không được, cái màu này không được mẹ. Mười bao nhiêu, 15 tỷ à? Bỏ, làm lợi, làm lợi. Có khi nào mà có thể có đủ khả năng bản lãnh được không? Nhục thiệt. Bây giờ cái anh này anh bị bắt thì sao? Cái chuyện đó thì cái điều đó Nguyên thấy rất là ngạc nhiên, vì anh ta không để tác động được cái gì cả. Thí dụ là nếu là một cái tổ chức quy mô lớn hay là một cái gì đó muốn lật đổ chính phủ hay cái gì đó thì mấy bác Việt Nam sợ thì Nguyên còn hiểu. Còn cái này một thân một mình, người ta đi tị nạn qua bên kia, người ta đã trốn đảng Cộng sản, người ta sợ, người ta đã chạy đi rồi. Người ta đã sợ, người ta đã chạy đi qua bên bển rồi. Thì tất nhiên là người ta đứng đối lập thì người ta phải đối chống mình thôi. Cái chuyện đó bình thường, giống như các bác chống Nguyên thôi, là chuyện Nguyên hiểu mà. Thì mình đứng đối lập thì mình chống nhau thôi. Giống như đội đá banh này đá với đội đá banh kia, chứ không lẽ bán phe bán đội, đáng vô đội của mình. Hai đội đá banh thì tất nhiên cái đội này phải đá bên kia rồi. Thì người ta đối lập thì người ta chống mình thôi. Cái chuyện nó quá hiểu mà. Mà người ta thân một mình mấy triệu dân lực, vũ khí, súng đạn lại sợ một người. Bắt người ta rồi nhốt người ta vào tù, mình hãnh diện sao? Tao bắt được nó đó, ngon chưa? Tụi bay đừng á, mình không thấy nhục hết. Nhân lực, tiền bạc, vũ khí để dồn để bắt được một người. Ôi dồi ôi. Rồi cả thế giới rồi để cho người ta lên án. Cả thế giới người ta chỉ trích mình. Làm được cái gì? Với nhiều khi Nguyên không có hiểu các cơ vậy. Nhiều khi cái chuyện nó nhỏ như hạt mè vậy đó. Cái chuyện không cần phải nhắc đến. Thì mấy ông mấy bà chính trị Việt Nam lại khoái chú tí, khoái chú tâm. Cái chuyện quan trọng thì không bao giờ thấy làm. Ngày hôm qua có một cái quý vị chỉnh Nguyên cảm ơn nhiều. Đó là vấn đề an ninh xã hội, mà Nguyên nói chỉ xã hội thôi. Cho Nguyên cảm ơn. Tại vì nhiều khi Nguyên thiếu chữ hay là nói thiếu chữ an ninh xã hội. Đúng, cảm ơn nhiều. Cảm ơn cái sự đóng khuyên răng của các quý vị, những ngôn từ Nguyên thiếu sót. Thì Nguyên nói là cái vấn đề an ninh xã hội thì không có lo. Vấn đề đầu tư về môi trường giúp đỡ dân nghèo thì không làm. Đi ngược lại bỏ tiền đi điều tra, tình báo, đi bắt cóc người ta làm cái gì vậy? Gảnh quá. Gảnh quá. Nên là Nguyên nói nhiều khi Nguyên không hiểu là cái đảng này nó là cái đảng sao mà lúc nào cũng sống trong cái sợ hãi hết. Nói các quý vị nè. Các quý vị thấy là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ đến Việt Nam ngồi quán ăn ở ngoài đường. Tổng thống Barack Obama ăn ở ngoài đường. Xung quanh là người dân hết. Xung quanh là người dân Việt Nam ngồi ăn hết. Nguyên đố các quý vị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam dám đi ăn ngoài đường như vậy dưới người Việt Nam? Đố. Đi đâu mà cộng đồng người Việt Nam đông đông là trốn muốn chết luôn. Đặc biệt là cộng đồng tại Mỹ. Cộng đồng tại Mỹ là trốn muốn chết luôn. Sợ. Gặp cộng đồng tại Mỹ là trốn muốn chết, trốn chui, trốn nhủi luôn. Các quý vị có dám xuất hiện đâu. Chừng nào là cái tổ chức, cái trong mà lãnh sự quán tổ chức mời của người đó vô cái đàng hoàng, chứ mà dám đi ngoài đường, đi Phước Học Thọ, đi tham quan rồi vô tiệm búa, dám không? Không dám. Làm gì dám? Làm gì dám? Nên tại sao Nguyên nói sống với cái sự sợ hãi nó mệt mỏi lắm. Tuy rằng lấy được chánh quyền nhưng mà cả đời sống với cái sự sợ hãi, hết đời này đến đời kia. Sau năm 1975 là qua một cái thế hệ mới nữa rồi nhưng mà vẫn còn sợ hãi. Đáng buồn thiệt. Thiếu lòng tự tin. Cái điều Nguyên nói á, vấn đề mà chống cái người đối lập với mình á, nó mất thời gian lắm. Giống như là tranh cãi vậy nè. Cái bác nào mà đảng Cộng sản là tranh cãi với Nguyên thì đối với Nguyên mất thời gian lắm. Vì đối với Nguyên nó không có lợi gì cho ai hết á. Bây giờ anh là cái đội đá banh màu đỏ, tôi đá banh màu xanh, là hai đội tất nhiên là phải đá qua đá lại rồi. Chứ cái gì nếu không đá qua đá lại có gì chơi. Cái quan trọng á, là cái chuột đá nó có đẹp hay không, để cho người coi nó có hấp dẫn hay không. Nếu chúng ta tranh cãi vì quyền lợi của nhân dân thì Nguyên sẵn sàng tranh cãi tối đa hết. Còn tranh cãi đúng hay sai, cái tôi là trên hết. Lý lẽ của tôi là đúng thôi, Nguyên chọn sai cho khỏi mất thời gian của Nguyên. Vì thời gian của Nguyên quý lắm. Làm việc một ngày không biết bao nhiêu tiếng, nhiều chuyện suy nghĩ. Nếu mà có thời gian khỏe thì làm những chuyện mình yêu thích, chứ không rảnh đó mà ngồi tranh cãi.
Vì cái điều Nguyên thấy rõ được là tại sao mấy bác không bỏ thời gian nếu mà mình muốn rằng là đảng của mình không bị người ta lật đổ, đảng của mình mãi mãi trường tồn, đảng của mình là cái rúng của vũ trụ, đảng của mình là đỉnh cao của trí tuệ, thì hà làm ơn thuyết phục dân, lo dân. Người dân họ không cần bận tâm ai là người cai trị họ hết. Dân chỉ biết bận tâm cuộc sống hạnh phúc ấm no. Nên là chỉ cần lo dân tốt, lo cái suy nghĩ của dân, đặt vào cái vị thế của dân, lo dân tốt, yêu thương dân, thì không bao giờ có lực đổ. Tại sao phải cần phải suy nghĩ cho nó mệt vậy? Làm bổn phận, đúng bổn phận của một cái nhà lãnh tụ, thì làm gì có người ta đứng lên phản đối mình. Cái chuyện đó thì không làm các quý vị. Chuyện đó, ôi, chuyện đó thì tốn kém tiền bạc nhiều lắm. Chuyện đi giải cứu thì phải nên làm, vaccine thì phải chế tạo, mấy cái đó thì khoái làm, xây dựng nữa thì làm. Còn cái vấn đề cần thiết thực tế làm thì Nguyên chẳng thấy ông bà nào ở Việt Nam làm hết. Không có thấy ông nào phải cần phải làm những chuyện đó cho nhân dân hết. Cái cần thiết mà muốn duy trì một cái đảng phái nào đó hay một cái nhà lãnh tụ nào đó, muốn nó kéo dài qua thời gian, cái người đó là phải người anh minh. Cái người phải vì dân, vì nước. Nó đơn giản là như vậy. Bao nhiêu ngàn đời trong lịch sử đều nó giống nhau hết. Nó đều giống nhau hết mà không làm. Không làm. Nên là đối với Nguyên là cái anh blogger á, Thái Văn Đường này đó, thì có thể nói là ảnh là một cái nạn nhân với những cái sự sợ hãi của những ai đó. Nguyên không biết lý do tại sao phải làm như vậy. Nguyên không biết, Nguyên thực tế Nguyên không hiểu tại sao một cái đảng nó lớn như vậy, nhân lực như vậy lại sợ một anh blogger. Vì có hay là cái lời nói của ảnh đã dẫn đến một cái bí mật nào đó mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tìm cái người tiết lộ. Thì cái điều đó là cái điều mà nội bộ thì Nguyên không biết được. Cái nội bộ thì cái đó Nguyên không biết các vị. Nguyên là người đưa tin chứ Nguyên không có biết được cái nội bộ anh này, ảnh có những bí mật nào, ảnh biết được đâu những thông tin nào đó, thì đó là Nguyên không biết. Có thể là ảnh được cái sự tiết lộ từ trong đất nước nên ảnh ta chia sẻ về thông tin vấn đề công an có vợ bé, mà ông nào công an không có vợ bé. Trời ơi, với cái xã hội Việt Nam nhiều khi Nguyên nói á, mình ở nước ngoài từ nhỏ mình không biết cái gì Việt Nam hết, mà mình cảm giác là mình biết nhiều hơn người ở trong nước. Cái ông nào mà không có mèo có mỡ đi bia ôm đi cái này cái kia tại Việt Nam, mấy ông quan chức cao cấp, cái ông nào mà không có hai ba bà ở Việt Nam. Trời ơi, gần đây nhất phanh phui ngày hôm nay nè, cái bà vợ cựu bộ trưởng bộ ngoại giao được người ta hối lộ ở quán cà phê cà cà phê 50.000 đô, làm giống như dữ dội lắm vậy đó. Ủa, Việt Nam cái chỗ nào mà không hối lộ? Nguyên nói thật sự luôn, nhiều khi Nguyên nói tội nghiệp doanh nghiệp lắm. Thực tế luôn, doanh nghiệp ở Việt Nam á, lúc nào cũng bị cái sự đe dọa hết á. Mở làm ăn ở Việt Nam không hối lộ, các việc không làm ăn được. Từ cái hành chánh, xin giấy phép, xin cái công trình xây dựng đều phải chi tiền hết. Bằng hình thức này hay bằng hình thức kia. Thứ nhất là tiền trong hợp lệ, trong giấy tờ. Thứ hai là tiền phải đi mời uống nước ăn. Đút lót, ít hay nhiều là cũng phải đút lót. Nếu không đút lót thì phải có ngoại giao, có nghĩa là các bác là phải có quen biết ngoại giao lớn ra lệnh cho ông nhỏ, thì cũng là một cách đút lót hối lộ. Thì có nghĩa là ở đất nước Việt Nam, cái xã hội Việt Nam làm cái gì cũng phải cần ngoại giao và hối lộ. Thì làm xong xuôi vài năm phát triển kinh tế làm ăn tốt đẹp thì lại bắt người ta cái tội hối lộ. Làm sao không hối lộ được? Ai hối lộ tại Việt Nam? Cái gì cũng hối lộ, cả đi khám bác sĩ còn hối lộ mà. Mà bây giờ không có xếp hàng thì bỏ tiền đi lẹ mà. Thì hỏi bây giờ cái điều đó, bây giờ kêu người ta bắt người ta hối lộ cái gì? Nguyên cái hệ thống từ trường học, từ lớp nhỏ, học lớp 1 đến cái xã hội đời sống đều hối lộ hết. Làm trong chính phủ, muốn có một cái mức lương trong chính phủ cũng phải hối lộ. Cái chỗ nào Việt Nam đều biết, rồi khi bắt hối lộ, làm giống như chuyện nó lớn lắm. Chỗ nào cũng hối lộ hết. Nó làm cái hệ hối lộ theo hệ thống. Mà cái khổ là nói thì không chịu thừa nhận, nhưng mà thực tế ở xã hội Việt Nam nó là như vậy. Và người Việt Nam cũng thành cái thói quen, cũng chấp nhận nó là như vậy.
Việt Nam bây giờ cái mục đích là gì? Kiếm được nhiều tiền để trở thành ưu đãi và có thể sử dụng tiền để mà hối lộ. Đối xử Việt Nam nó đánh giá cái xã hội Việt Nam là đánh giá về đồng tiền. Anh chạy chiếc xe xịn, anh giàu là cái sự đối xử phục vụ nó hoàn toàn khác. Với anh hai lúa, nghèo gấp lưới là cái sự khác biệt một trời một vực liền. Thì cái xã hội nó là cái xã hội tham nhũng rồi. Thì bây giờ bắt người ta hối lộ thì chuyện đó là bắt chúng ai cũng chúng hết. Gặp ai bắt cũng chúng hết. Bây giờ bắt bất cứ người nào về vấn đề hối lộ đều chúng hết. Nguyên nói là bây giờ không cần biết cả luôn tất cả doanh nghiệp và cả luôn những ông cán bộ công an bắt ông nào cũng chúng hết. Nhắm mắt bắt đại là chúng. Cỡ này thì có những sự cải cách mới, có sự thay đổi mới một chút xíu, nhưng mà hối lộ vẫn là tràn lan ở tại Việt Nam. Nó chỉ có biến đổi qua hình thức để tránh dư luận bàn tán mà thôi. Nhưng vấn đề hối lộ nó vẫn mãi mãi vẫn còn. Lý do hối lộ nó vẫn còn, nó có nhiều nguyên nhân. Và lý do cái mức lương nó quá thấp. Các quý vị, cái mức lương thầy giáo có 7 triệu. Mức lương y tá bác sĩ 7 triệu. Ở thành phố 7 triệu làm được cái gì? Khi lúc đó làm giờ giấc những cái nghề nghiệp, cái mức lương nó không tương xứng với công sức người ta bỏ. Nó cũng là một nguyên nhân lý do dẫn đến hối lộ. Nhưng mà nó có nhiều nguyên nhân lắm. Cái điều Nguyên nói đó, đó là cái hệ thống rồi. Nên là bây giờ là muốn thay đổi cái hệ thống này đó, nó phải là thay đổi cái nhìn của mấy bác ở trong đảng. Đó. Nên là tội nghiệp nhất là bác Trọng. Tuổi tác đã già rồi, bây giờ bác Trọng sức khỏe thì càng ngày càng yếu. Nhiều khi đứng lên nó cũng còn khó nữa. Đứng lên nhiều khi còn khó. Bây giờ cứ phải tỉa cây, tỉa cành đồ. Mỗi lần bác Nguyên cứ nhớ cái câu của bác nói hoài à. Các anh có biết không? Các anh cán bộ có biết không? Tôi đau lòng lắm. Tôi đau lòng lắm cơ. Các anh là anh em của tôi, nhưng vì một cái con sâu nó làm hư đi cái cây, một cái nhánh cây nó hư, tôi phải tỉa. Tôi đau lòng lắm cơ. Cái câu nói của bác Trọng là Nguyên nhớ cả đời luôn. Ổng đau lòng lắm các vị. Ổng tỉa từng nhánh một, ổng đau lòng lắm. Vì cái nhánh nó bị hư rồi. Nếu ổng không tỉa là cái cây nó mất thẩm mỹ. Nhưng mà thực tế bác Trọng không có biết. Cái cây của bác không có rễ. Nó chỉ có hư từ hư thôi. Nó không thể nào mập cái mầm non ra được đâu. Cái cây nó không có rễ. Cái cây nó, cái lá nó thì càng úa, nó úa theo thời gian thôi. Càng dài thời gian chừng nào thì cái lá nó úa vàng chừng nấy và nó tệ chừng nấy. Bác có tỉa cách mấy đi nữa nó cũng không thể đẹp được. Bác không có thể nào cái cây của bác tỉa thành cây bonsai được đâu nha. Đừng có thấy cây bonsai của Nhật Bản người ta tỉa cho đẹp. Bác tỉa cuối cùng nó chùi lũi thôi. Nó tỉa cuối cùng là nó chùi lũi thôi. Đó, nó chùi lũi thôi à, chứ không cái nào tỉa mà nó ra được mầm non nó đẹp. Việc quan trọng là cái nền tảng rễ gốc nó không có. Cái cây nó quan trọng nhất là cái rễ. Cái rễ nó càng sâu chừng nào nó vitamin và chất sống và sức mạnh cái cây. Nhưng mà khổ là mấy bác cắt gốc rễ. Mấy bác để ngay chăng cái gốc của bác Hồ là hết. Cái gốc của bác Hồ thì mấy bác lúc khô là chết rồi. Cái câu này Nguyên nói là mấy bác là hơi buồn đó. Lịch sử Việt Nam chúng ta mấy ngàn năm lịch sử. Các bác cắt hết. Mấy bác bắt hết, bỏ hết, không quan trọng. Ôi lịch sử tổ tiên, ông bà đồ không quan trọng, dục quan bên. Các bác để cái gốc của bác Hồ thôi. Để trồng lại cái gốc của bác Hồ. Cái gốc của bác Hồ các bác làm khô. Đâu có chôn đâu. Cái gốc các bác xấy khô, các bác bỏ vô trong cái căn nhà để mà triển lãm. Thì sao nó mọc được? Nó không có phù hợp. Đó, bây giờ là Nguyên giải thích cho hiểu. Là cái cây làm sao mà nó không phát triển là được như vậy đó. 5.000 năm lịch sử của Việt Nam, có thể hơn nữa. Hiện bây giờ Nguyên chưa được chứng minh là bao nhiêu ngàn năm của lịch sử. Mấy bác cộng sản nhà ta là cắt hết, dục hết, ở dưới là dục hết. Lấy từ thời bác Hồ trở lên thôi. Đấy, rồi tự đi lấy cái gốc của bác Hồ đi ướp khô. Đi ướp khô xong xuôi rồi bỏ vô cái nhà đóng ở đó, có mọc đâu được mọc. Nó phải chôn xuống dưới đất rồi mới mọc chứ. Cái ghế ở đó mà cứ ướp khô làm sao nó phát triển được. Nguyên không có chọc nữa. Nguyên chọc bà con cô bác mấy bác là ủng hộ bác Hồ. Rồi dưới ủng hộ bác là bắt đầu là nổi cơn điên vô là chửi Nguyên nữa. Nguyên không có chiêu chọc nữa. Nguyên không có chiêu chọc nữa. Thôi chúng ta ngừng cái chương trình ở đây là được rồi. Nói bao nhiêu đây nó đã quá đủ để cho cái chương trình nó vui vui rồi các bác ha.
Nhưng mà nếu các bác lời nói vui vui của Nguyên đó, hãy suy nghĩ kỹ thôi, Nguyên nói có đúng hay không, đúng không? Hãy suy nghĩ kỹ lại lời của Nguyên nói, nó có thấm hay không, đó mới là quan trọng. Nói giỡn, nói đùa, nói làm sao cũng được, nhưng mà nó có hợp lý hay không, nó có hợp lý hay không. Và trong khi ngừng chương trình ở đây, Nguyên sẽ hẹn lại chương trình của ngày mai. Cảm ơn sự hiện diện của các quý vị lúc nào cũng đồng hành. Đặc biệt là cảm ơn những mạnh thường quân đóng góp vào trong chương trình. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị. Và Nguyên ngừng chương trình ở đây. Nguyên hẹn lại chương trình của ngày mai. Bye bye. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Dẫu cho da ngựa bọc thây, tình yêu tổ quốc vẫn luôn đong đầy. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Cùng anh em sớm chưa miệt mài. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Đồng cam cộng khổ với quê hương này. Kia giặc vào tràn lan, kia giặc vào tràn lan sang biên giới nơi cao nguyên. Ôi nghe âm vang tiếng dân mình oan than. Kia giặc vào tràn lan, kia giặc vào tràn lan sang biên giới nơi đào xa. Tiền nhân hỡi, đây tổ quốc nơi tuyến đầu sông núi. Tiền nhân hỡi, ôi máu xương sông nơi. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Dù cho da ngựa bọc thây, tình yêu tổ quốc vẫn luôn đong đầy. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Cùng anh em viết trang thư này. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Bằng quyết tâm gìn giữ núi sông này. Kia giặc vào tràn lan, kia giặc vào tràn lan sang biên giới nơi cao nguyên. Ôi nghe âm vang tiếng dân mình oan than. Kia giặc vào tràn lan, kia giặc vào tràn lan sang biên giới nơi đào xa. Tiền nhân hỡi, đây tổ quốc nơi tuyến đầu sông núi. Tiền nhân hỡi, ôi máu xương sông nơi. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Đồng bào ơi, ta đã về đây. Bằng quyết tâm gìn giữ.